Xin chào tất cả các anh chị, và hiện nay Tấn cũng đang có mặt ở tại dự án The Global City. Và mỗi ngày như vậy Tấn đều có mặt ở đây để hỗ trợ cũng như là tư vấn cập nhật đến cho những anh chị chúng ta những thông tin mới nhất về dự án The Global City, những ảnh thực tế cũng như là tiến độ xây dựng. Chính vì những bạn như anh chị chúng ta đang quan tâm đến dự án The Global City thì đừng quên like và subscribe kênh để Tấn liên tục cập nhật cũng như hỗ trợ cho các anh chị những thông tin mới nhất về dự án The Global City nhé. Vì hiện nay cái vị trí mà Tấn đang đứng ở đây đó chính là khu trung tâm thương mại rộng đến 123.000 m², và dự kiến tháng 11 năm 2024 này thì Matara Home sẽ công bố những cái thông tin final cũng như là chính thức nhất về cái trung tâm thương mại này, cùng với đó là những cái môi trường quốc tế ở tại dự án này để triển khai xây dựng trong thời gian sắp tới. Thực sự là đây là một cái dự án rất là tiềm năng trong việc phát triển cũng như là phục vụ cho các chị nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong thời gian sắp tới khi mà thị trường bất động sản của chúng ta hàng loạt những dự án để triển khai trên thị trường thì đòi hỏi cái vấn đề pháp lý là ưu tiên hàng đầu. Vị trí thì chắc chắn nằm ở vị trí đắc địa thì sẽ là một trong những yếu tố giúp cho các anh chị chúng ta có những lựa chọn tốt nhất cho mình trong giai đoạn sắp tới để chọn mua bất động sản không chỉ an toàn và còn vừa mang lại cái giá trị lợi nhuận cao. Những cái căn nhà ở tại The Global City của chúng ta như các anh chị chúng ta xem ở đây thì hôm nay trời mưa, chính vì như vậy cũng không được thuận lợi trong cái việc mà quay video chia sẻ cập nhật đến cho các anh chị. Máy quay thì cũng như là team hỗ trợ của Tấn này cũng đang ngồi trên xe đây, tuy nhiên thì cũng không có thuận lợi về mặt thời tiết. Chính vì vậy Tấn chỉ có thể quay được như vậy cho các anh chị chúng ta xem thôi. Và Tấn cũng rất là chân thành cảm ơn đến tất cả những anh chị chúng ta đã theo dõi cũng như là like, subscribe, ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua, cũng như là thường xuyên theo dõi những clip mà Tấn cập nhật đến cho tất cả quý anh chị. Xin mến chúc tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe. Trường hợp các anh chị chúng ta có bạn bè, người thân hay là gia đình của mình, hay là có ai quan tâm đến mua nhà phố, biệt thự, shop house hay là căn hộ hay là những sản phẩm bất động sản thì giúp Tấn giới thiệu cho Tấn với nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và mến chúc cho tất cả các anh chị thật nhiều sức khỏe, công việc gặp nhiều thuận lợi và sớm chọn cho mình những bất động sản phù hợp. Tôi là Thành Tấn, nhà tư vấn bất động sản chuyên nghiệp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị. Trời mưa nha các anh chị. Tấn cũng quay thường xuyên về cái dự án này để cho các anh chị chúng ta cập nhật liên tục. Hai bên dãy nhà, đây là những căn phân khu Soho có diện tích ngang 5, dài 19 m, xây dựng là 5 tầng và có diện tích sàn xây dựng là 346 m², đường thì sẽ là đường 14 m, lòng đường là 7 m, còn lề đường mỗi bên là 3 m². Và dự án này triển khai từ năm 2022 và hiện nay cũng đã bàn giao nhà cho quý anh chị cư dân. Trường hợp những anh chị chúng ta đã mua rồi á thì sẽ nhận bàn giao nhà. Hiện nay thì có rất là nhiều những cái thương hiệu hàng đầu của thế giới, đặc biệt là những cái thương hiệu mà các anh chị chúng ta được xem là thương hiệu luxury ở trên thị trường hiện nay, với những cái sản phẩm rất là đa dạng thì cũng đang chọn cho mình những cái vị trí rất là đẹp, ví dụ như Katinat hay là một số cái thương hiệu ví dụ như là BCM, Pride Complex ở dãy LK4. Bây giờ Tấn sẽ đi qua dãy LK4 để cho các chị chúng ta xem nhé. Trời mưa thì hình ảnh nó không được đẹp giống như là bình thường, nên là các anh chị chúng ta chịu khó theo dõi một xíu nha. Đây chính là dãy LK4, gồm có 23 căn Video Complex, hệ thống trường mầm non Angel Kids. Thế này thì đang có một cái hệ thống của CBN Pride Complex đã hình thành rồi, một số hạng mục thì đang trong quá trình hoàn thiện, cũng sẽ đi vào đảo trong thời gian sắp tới, cũng sớm thôi thưa các anh chị. Các anh chị chúng ta nhìn thấy cái logo BCM này, Aspire to Innovation. Video Complex, khu phức hợp thương mại hiện đại, đi với Video, điểm đến thú vị dành cho giới trẻ.
Đây là Busway Station. Trường hợp các anh chị chúng ta chúng sử dụng dịch vụ ở đây thì chúng ta qua bên đây thì khoảng trong vòng khoảng chừng 15 20 phút nửa tiếng gì đó sẽ có xe bus đón các anh chị chúng ta đi một vòng nhé. Đây Video Complex. Thiết kế bên ngoài rất là đẹp các anh chị. Vẫn là tăng sân bay Flycam về cái Video Complex này các anh chị chúng ta xem nhé. Đó, sắp ở trước này có đậu cà phê này. The Fusim Phony. Ta cũng thỉnh thoảng uống cà phê ở đây. Trường hợp các anh chị chúng ta đi tham quan được Global City thì cứ nhắn tin cho Tấn nha. Tấn sẽ mời các anh chị chúng ta uống cà phê ở đây. Những cái ly cà phê rất là ngon các anh chị. Rồi bây giờ chúng ta cùng vào với phòng kinh doanh. Rồi các anh chị chúng ta đừng quên liên hệ đến số hotline của Tấn 0932048567. Tấn sẽ trực tiếp đưa đón các anh chị chúng ta đi tham quan, có ô tô đưa đón CRV 7 chỗ đời mới luôn để phục vụ hỗ trợ cho các anh chị chúng ta đi tham quan, tư vấn miễn phí đầy đủ những thông tin, những cái thông tin mới nhất cập nhật liên tục đến cho các anh chị về dự án The Global City cũng như là về thị trường bất động sản ở tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Hãy liên hệ đến Tấn nha các anh chị. Đừng quên lưu lại số điện thoại của Tấn để bất kỳ các thông tin về bất động sản thì các anh chị chúng ta cứ liên hệ đến Tấn, Tấn hỗ trợ cho. Không nhất thiết các anh chị mình liên hệ cứ phải mua hoặc là gì đâu. Các anh chị cứ cho Tấn cơ hội để làm việc với anh chị là Tấn vui rồi. Cảm ơn các anh chị chúng ta rất nhiều.